Đúng. Cháu ăn nhạt từ cái tháng 4 năm ngoái đúng không? Tổ chức khóa tu mà có cả chú Ngọc đúng không? Đúng ạ. Mà cháu ăn ngoài gạo lứt ra cháu ăn thêm những gì? Cháu ăn thêm ý dĩ. Có 111. Mì bo bo với cả yến mạch. Tất cả đều là ngũ cốc lứt. Mà ngoài ra không ăn thêm bất cứ một cái gì hết. Không cho muối. Không, bây giờ chồng cũng ăn à? Chồng có 111 yên lái. Cũng ăn 5 loại sợ muối lắm rồi. Ăn 5 loại ngũ cốc à? Vâng. Đến cái cửa hàng gạo. Thế con mày đi học đi. Con cháu ở nhà, về nhà ăn cơm. Đúng rồi. Cả trưa cả chiều. Cả bà mẹ nó cũng ra ngộ luôn. Bà mẹ đẻ cháu. Trời ơi tuyệt vời. Mẹ cháu bị đau khớp toàn thân. Bây giờ là không dùng uống thuốc, không uống một tí thuốc nào nữa. Ôi trời ơi, các bạn nghe chưa? Nhờ cái bí mật của việc cắt muối. Ăn nhạt trong bữa ăn mà bao nhiêu bệnh khỏi, các bạn đâu có cần phải bố cháu là 8 bệnh nào khỏi ăn gì. Có lẽ bố mẹ cũng chuyển hóa luôn. Thì cháu bảo là Đức Phật ở đâu, là cháu bảo là thôi thì cha mẹ mình phải lôi kéo. Úi giời ơi. Thế là bố cháu mới đầu răng cũng móm hết rồi, không ăn được cơm lứt. Thế ôi xong ra, là ôi. Bây giờ thì nấu cháo. Vụ này hơi bị xuất sắc đấy nhỉ. Nấu cháo độc, không độc lạ đây. Ăn trắng nữa. Thế hôm vừa rồi Covid ấy, thì là cái đứa em nó mang cho ít gạo, sợ là không đi lại được thì ăn gạo trắng. Ông bảo thôi, không ăn gạo trắng đâu, toàn gạo lứt cơ. Rồi, úi dồi, cô này cô nhờ ăn nhạt cô chuyển hóa được cả nhà này. Bây giờ những người bạn nào mà không bảo được ai hết, không bảo được chồng con thì lại hồn, lại các mẹ làm ơn ăn nhạt. Cứ ăn nhạt đi là chồng con là mình còn, sẽ theo hết. Lại còn thế nữa. Chuyển vì hóa tính mình nó mát. Chuyển hóa lắm cô ạ. Cháu đang nói rằng là nói từ khi ăn nhạt lại cháu. Mẹ cháu ngày xưa nóng này, bây giờ là mát. Mẹ cháu nóng tính lắm, nói to, xong nói nhiều. Rồi đấy là đặc tính của người ăn mặn. Cô ăn chay mà cô ăn mặn cũng bị đặc tính. Đấy, thế là mẹ cháu hơn một năm nay, hôm nào rồi, cháu cho mẹ cháu sang đây nhá. Rồi nó trôi, xong cô vẫn hơi ăn đậm đà. Cô vẫn ăn chay mà cô vẫn ăn mặn. Tức là vẫn nên đầu tiên nhá, đầu tiên cô ăn nhạt này xong là nó quên bài, xong nó trượt. Bây giờ lại phải nhớ bài lại. Quá tuyệt. Tốt lắm cô. Alo. Facebook của cháu là gì? Cháu là Diệu Thanh. Diệu Thanh à, cái số điện thoại 0989 885619 ạ. Quá tuyệt, cảm ơn cháu nhiều. Cháu cho cô ba cái gạch đầu dòng lại là lợi ích của việc ăn nhạt, chuyển hóa được cả chồng này, chồng cả con này, bố mẹ. Ôi trời ơi, gì nữa? Thứ hai là đỡ nóng tính hơn, mà mình tu tập nó tốt hơn, nó thanh thông hơn, nó phát triển hơn. Trước đây là cứ ì chạy ra, không có một cái sự bậc tiến bậc nào hết trong cái việc tu hành. Wow. Mà ăn năm thứ ba là cháu thấy là những người thân, người ngoài, người ngoài trong gia đình ấy, cháu vẫn yêu thương những người trong gia đình. Ồ, đấy. Ai cháu cũng yêu, ai cháu cũng thương. Ôi, già chú lành thành, cảm ơn cháu. Tuyệt vời.